Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Môi Trường TV. Phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời trở rét, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ. Phía Đông Bắc Bộ và cả thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời trở rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, có nơi mưa vừa, mưa to, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và cả thành phố Hồ Chí Minh, trời nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của Môi Trường TV.